Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thành Đô và Thanh Vy sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lượng khách tham quan thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng đạt trên 23 triệu lượt, doanh thu hơn 108.000 tỷ đồng. 50 năm dự thi Olympic toán quốc tế, học sinh Việt Nam đoạt 271 huy chương. Trúng đậm cái người sọc dừa, ngư dân Khánh Hòa thu nhập khá. Sốt xuất huyết tăng đột biến, Đắk Lắk tăng cường kiểm soát các điểm nóng về dịch bệnh. Bắt hai đối tượng lừa bán người ra nước ngoài làm việc. Lai Châu, tỉnh vùng núi Tây Bắc, hội tụ những sắc màu văn hóa rất đặc trưng của nhiều dân tộc. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, điểm sáng trong bức tranh du lịch thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tăng trưởng của cả du khách quốc tế và nội địa những tháng qua. Và theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thì trong 7 tháng năm 2024, khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 20 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch 7 tháng năm 2024 của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 108.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 67% kế hoạch năm. Để ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Sở Du lịch thành phố cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, trọng tâm là dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch. Trên lĩnh vực hàng không, giai đoạn vừa qua, giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường vận tải. Một trong những nguyên nhân là do thiếu hụt tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam cho biết là hiện tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam được cấp chứng chỉ nhà khai thác tàu bay là 195 chiếc, giảm 36 chiếc. Trong đó, số tàu bay khai thác trung bình là 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và tăng tải cung ứng, như điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác tàu bay, giảm thời gian quay đầu tàu bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay vào khung giờ chiều và tối. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của các hãng hàng không nội địa tăng mạnh, một số hãng lên tới trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán phối hợp cùng Hội Toán học Việt Nam vừa tổ chức chủ hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 1974-2024. Con số thống kê ấn tượng là trong 50 năm tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, 288 học sinh Việt Nam đã giành được 271 huy chương. Tỷ lệ học sinh đạt huy chương tại sân chơi quốc tế này đạt 94%. Việt Nam bắt đầu tham gia kỳ thi Olympic Toán Quốc học Quốc tế EMO từ năm 1974 và đã có 48 lần cử đội tham gia với 288 thí sinh dự thi, trong đó có 18 nữ. Đến nay, Việt Nam đoạt 271 huy chương tại EMO, trong đó 69 huy chương vàng, 117 huy chương bạc, 85 huy chương đồng. Trong suốt lịch sử 50 năm, đã có 10 học sinh xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối, 10 học sinh được 2 huy chương vàng. Xét theo thành tích đồng đội không chính thức, đội Việt Nam nằm trong top 10 thế giới trong phần lớn các năm dự thi. Nếu tính từ năm 2013 đến năm 2024, Việt Nam xếp hạng từ 5 đến 15. Riêng năm 2017, Việt Nam có thành tích tốt nhất từ trước đến nay, đứng thứ 3 thế giới với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cũng trong giai đoạn 2013-2024, Việt Nam có đến 5 trên tổng số 10 thí sinh trong lịch sử Việt Nam giành được 2 huy chương vàng. Bước vào cao điểm mùa đánh bắt cá ngừ sọc dừa, các tàu cá của ngư dân Khánh Hòa liên tục trúng đậm loại cá này. Đây chính là loại cá có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng, rất được thị trường ưa chuộng. Sau chuyến biển, bình quân mỗi tàu đánh bắt được gần 10 tấn cá ngừ sọc dừa, với giá bán cho bạn hàng tại cảng trên 100.000 đồng một ký, mang lại cho ngư dân thu nhập khá. Nhiều tàu sau khi bán hết cá lại chuẩn bị ra khơi tiếp tục đánh bắt. Ngư dân cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch là cao điểm mùa đánh bắt cá ngừ sọc dừa trên vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa. Vì thế, những ngày này, nhiều tàu cá đánh bắt cá ngừ sọc dừa của ngư dân ra vào cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. Trên bến dưới thuyền,
Trên bến cảng cũng luôn nhộn nhịp cảnh các bạn hàng thương lái tranh nhau thu mua phân loại cá để kịp chuyển đi tiêu thụ. Trong khi đó, những ngày này tại huyện Lộc Hà, vựa nghêu lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, người nuôi đang tranh thủ thu hoạch nghêu trên bãi nhằm tránh hiện tượng nghêu bị chết do sốc nước ngọt khi mưa lũ đến. Toàn huyện Lộc Hà có gần 170 hectare nuôi nghêu tại các bãi triều ven sông với sản lượng hơn 2.000 tấn một năm. Ông Nguyễn Văn Diệt, giám đốc hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Diệt Hồng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hợp tác xã đang tập trung hoàn thành thu hoạch, kết thúc vụ nghêu xuân hè trước ngày 10 tháng 9 để tránh thiệt hại do mưa lũ. Nhờ tập trung nhân công và được sự hỗ trợ của máy móc nên thời gian thu hoạch rút ngắn, một ngày hợp tác xã có thể xuất bán được từ 3 đến 5 tấn nghêu. Đến nay, hợp tác xã đã xuất bán gần 100 tấn nghêu. Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 500 hectare đất bãi bồi ven sông dùng nước mặn lợ thuộc các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh đang được nuôi nghêu. Mỗi năm, các vùng nuôi trong toàn tỉnh thu hoạch khoảng 3.300 tấn nghêu thương phẩm. Thưa quý vị và các bạn, các loại đồ chơi hiện đại trên thị trường thì ngày càng nhiều, nhưng mà những chiếc đầu lân truyền thống thì vẫn luôn được nhiều người yêu thích tìm mua mỗi dịp Tết Trung Thu. Tết Trung Thu năm nay đang đến gần, đây cũng là khoảng thời gian mà những người làm đầu lân bận rộn nhất. Ghi nhận của người đưa tin tại Cần Thơ. Anh Nguyễn Văn Hải ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, người sáng lập ra đoàn lân sư rồng của anh Đào, đã gắn bó với nghề làm đầu lân được 5 năm. Ngoài việc giảng dạy trên lớp, thì thời gian rảnh, anh Hải cùng các anh em trong đoàn lân làm ra những chiếc đầu lân để phục vụ người dân trong những dịp lễ Tết. Anh Hải chia sẻ, làm đầu lân có nhiều công đoạn khác nhau, như lên khung sườn, dán giải mùn, dán giấy, vẽ trang trí cho sản phẩm, và cuối cùng gắn các phụ kiện cho đầu lân. Tùy theo mẫu mã và kích cỡ sản phẩm, sẽ cần những loại nguyên liệu khác nhau, cũng như có giá bán không cố định. Hiện tại thì làm đầu lân có hai mẫu, mẫu lân truyền thống và mẫu lân hiện đại. Thì trong cái mẫu lân hiện nay sử dụng là mẫu lân hiện đại thì cái màu sắc cũng như là cái phụ kiện nó bắt mắt và sặc sỡ hơn. Một đầu lân thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày là hoàn thành một cái đầu lân. Đối với anh Hải, làm đầu lân không chỉ là công việc kiếm thêm thu nhập mà còn là niềm đam mê, hy vọng về tương lai của nghề làm đầu lân cũng như loại hình nghệ thuật múa lân sư rồng. Ban đầu thì có một mình làm, thì hiện tại thì cũng đã có hai anh em làm chung. Rồi bên cạnh đó thì trong quá trình đi múa lân thì một số em cháu nếu mà có yêu thích đam mê với nghề thì có thể là truyền thụ lại cho các em để giữ gìn cái nghề làm lân này. Sản phẩm làm ra chủ yếu bán ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, công việc của anh còn góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, một món ăn tinh thần của người dân mỗi dịp Tết Trung Thu. Chương trình tiếp tục với ghi nhận về y tế. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đang gia tăng rất nhanh với nhiều ổ dịch điểm nóng sốt xuất huyết. Các bệnh viện đã ghi nhận những ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp, biến chứng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. Từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận hàng trăm ca sốt xuất huyết đến khám điều trị. Trong đó, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng. Như bệnh nhi này đã nhập viện gần một tuần, có biểu hiện sốc, tái sốc, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu rối loạn đông máu phải truyền tiểu cầu, huyết tương và truyền máu. Từ đầu năm đến nay, khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 41 trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng. Hiện tại đang chăm sóc 9 ca nặng, đáng chú ý là số ca sốc, tái sốc lên đến 5 trường hợp. Cũng mong rằng các bậc phụ huynh, bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, khi phát hiện con hoặc trẻ của mình mà có những dấu hiệu bất thường, ví dụ như sốt cao, biểu hiện co giật hoặc biểu hiện bỏ ăn, thì hoặc một cái bất thường nào đối với trẻ thì nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và được tư vấn, để tránh những tình trạng mà khi chuyển biến nặng chúng ta xoay trở không kịp thời. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.230 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Mặc dù số ca bệnh giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng tốc độ gia tăng rất nhanh. Với thời điểm mưa, vạn chu kỳ của muỗi phát triển thì tình hình dịch bệnh thì nó sẽ phát triển và cái sự giao lưu
giữa các vùng, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk bây giờ là trong thời gian thu hái sầu riêng. Sầu riêng thì rất nhiều huyện, như huyện Cư Mờ Nga cũng có, Cống Búc có, Buôn Hồ cũng có, rồi E Leo có, đặc biệt Cống Bách. Thì các huyện này sầu riêng thì người dân các vùng miền người ta đổ xô về thì kéo theo những cái, nếu chúng ta không kiểm soát cái dịch bệnh. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xử lý vệ sinh môi trường tại các ổ dịch, diệt lăng quăng, bỏ gậy, không để dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu biết, nắm rõ và thực hiện vệ sinh môi trường, tự bảo vệ mình và khi mắc bệnh cần đến cơ sở y tế để điều trị. Thưa quý vị, vitamin D có vai trò quan trọng với cơ thể, đặc biệt là trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Có tới 80% lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể được tổng hợp nhờ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hàng ngày. Do đó mà việc tắm nắng cho trẻ được nhiều phụ huynh thực hiện. Tuy nhiên, nếu như tắm nắng không đúng thời điểm, không đúng cách hoặc là tắm nắng quá lâu thì có thể khiến cho làn da bị tổn thương, mà đặc biệt là đối với làn da non nớt của trẻ nhỏ. Vậy thì tắm nắng bao lâu là đủ? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, còn gọi là tắm nắng, là biện pháp quan trọng giúp dự phòng thiếu vitamin D. Vì nguồn thực phẩm giàu vitamin D được phổ biến và tiêu thụ với số lượng không nhiều. Do đó, theo quan niệm của một số người, phơi nắng luôn là biện pháp hữu hiệu nhất để tổng hợp vitamin D. Tôi cũng có con 4 tháng tuổi, thì mỗi sáng tôi vẫn dành 1 đến 2 tiếng để tắm nắng cho bé, để xương bé chắc khỏe. Mình tìm hiểu thì thấy phơi nắng không chỉ tốt cho xương mà còn tốt cho da, cho nên là mình thường phơi nắng trước 11 giờ trưa. Ánh nắng mặt trời gồm các tia nhìn thấy được, cầu vồng, và các tia không nhìn thấy được là tia cực tím hay tia UV. Tia UV được chia làm 3 loại là tia UVC, tia UVA và tia UVB. Tia UVB là tia duy nhất có khả năng tổng hợp vitamin D tốt cho sức khỏe, nên cần lựa chọn thời điểm có tia UVB nhiều nhất để việc tắm nắng mang lại lợi ích như mong muốn. Thời gian tắm nắng cũng không phải càng lâu càng tốt như nhiều người suy nghĩ, bởi có thể mang đến một số tác hại cho làn da nếu phơi nắng quá lâu. Cái tia loại A đó, UVA, nó có khả năng gây ra tổn thương ta xương sâu với lớp quần la phía dưới của mình và gây ra tổn thương như là tàn nhang, lão hóa cũng như là ung thư da. Còn đối với lại cái tia UVB đó là cái tia mà nó có khả năng gây bỏng rát ở vùng da, nó ở bề mặt nông hơn. Như vậy thì nếu như một người kỹ lưỡng mà muốn gọi là chống cái sự ảnh hưởng của tia UVA này thì chúng ta khi có tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời là chúng ta sẽ phải có kem chống nắng vào. Còn quan trọng ở đây mình muốn nói là cái tia UVB đó thì nó sẽ chỉ có mặt vào thời điểm từ 9 giờ sáng cho đến lúc 4 giờ chiều. Như vậy là cái việc mà mình phơi nắng trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều đó, vẫn còn ánh nắng đó thì cái tia UVB nó không đủ để mình tổng hợp vitamin D. Thời gian tắm nắng phải hợp lý để cơ thể hấp thụ lượng vitamin D cần thiết, cũng như tránh tổn hại cho da. Thời gian và thời điểm tắm nắng cũng cần tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại da, mức độ ánh sáng, độ tuổi, vị trí địa lý và thời tiết. Việc tắm nắng cần đặc biệt lưu ý đối với trẻ nhỏ, vì làn da của trẻ thường mỏng manh và nhạy cảm. Chúng ta cần phải xem xét lại cái mức độ ánh sáng mặt trời trong vùng trong năm, tức là chỉ số tia UV bức xạ tại cái nơi mình sinh sống, mình có thể tra bất cứ khi nào trên cái điện thoại của mình. Thì đối với lại cái tia UV, cường độ tia UV mà nó dưới 0.5 thì việc phơi nắng hoàn toàn không có mang lại cái lợi ích nào tổng hợp vitamin D cả. Mình cũng phải cần lưu ý vấn đề thứ ba là làn da. Đối với lại ở người phương Tây đó, người ta có thể phơi nắng khoảng chừng 10, 12 phút, 13 phút là có thể tổng hợp được vitamin D đầy đủ cho một ngày. Tuy nhiên đối với sắc dân của chúng ta là nhóm mà phân loại 4 đó, thì chúng ta sẽ cần khoảng thời gian dài hơn để mà có thể tổng hợp đủ vitamin D cho mình. Một điều cần lưu ý nữa là mọi người lo lắng là cái thời điểm nào là thời điểm tốt nhất trong ngày để mà chúng ta có khả năng là phơi nắng mà nó không bị tác dụng của có hại của ánh sáng mặt trời. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng là khoảng 10 giờ sáng và khoảng 2 giờ chiều, chúng ta chỉ cần 10 đến 15 phút trong khoảng thời gian này là đủ để có thể tổng hợp được vitamin D. Về vùng của cơ thể đó thì chúng ta chỉ cần bộc lộ vùng cánh tay, vùng đùi, một phần ở trước ngực thôi. Khoảng 15% diện tích của cơ thể là đủ để có thể tổng hợp được vitamin D trong một ngày.
Một việc rất quan trọng hiện nay mà nhiều người thường xem nhẹ đó là xác định nồng độ vitamin D trong cơ thể. Theo đó, mức vitamin D bình thường trong máu là 20 nanogram trên 1 ml hoặc cao hơn đối với người lớn. Việc định lượng vitamin D trong khám sức khỏe tổng quát giúp đánh giá chính xác lượng vitamin D trong cơ thể, qua đó giúp cải thiện sớm tình trạng thiếu vitamin D và nhờ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, bác sĩ sẽ dựa trên kết quả để đưa ra chế độ sinh hoạt, ăn uống, việc dùng thuốc và thực phẩm bổ sung giúp tăng cường vitamin D một cách hiệu quả. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay. Liên tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Bắt hai đối tượng lừa bán người ra nước ngoài làm việc. Du khách tìm về thiên nhiên tắm suối Phú Quốc. Lai Châu, tỉnh vùng núi Tây Bắc, hội tụ những sắc màu văn hóa rất đặc trưng của nhiều dân tộc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã thành lập đoàn điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng đối với trường hợp bé gái 2 ngày tuổi, trú xã Ea Kanot, huyện Trong Bắc tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Dụng Tây Nguyên. Đoàn điều tra có trách nhiệm xem xét, đánh giá tai biến nặng sau tiêm chủng đối với trường hợp bé gái nói trên. Hiện Bệnh viện Đa khoa Dụng Tây Nguyên vẫn chưa có kết luận chính thức đối với nguyên nhân tử vong của bé gái. Cha của cháu bé là anh LVT cho biết, con gái anh chào đời vào ngày 2 tháng 8 vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Dụng Tây Nguyên với cân nặng gần 2kg. Bác sĩ thông báo cháu bé khỏe mạnh, không có gì bất thường. Khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 8, con gái anh T được đưa đi tiêm vaccine viêm gan B. Đến 11 giờ cùng ngày, cháu bé bị sốt nên anh T gọi điều dưỡng đến xem và được trả lời không sao. Tuy nhiên, cháu bé tiếp tục sốt cao, da tái xanh. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu bé được đưa đi cấp cứu vì sốt cao, có biểu hiện co giật. Rạng sáng ngày 4 tháng 8, bác sĩ thông báo cháu bé bị suy tim, thận, nhiễm trùng huyết, bị tim bẩm sinh. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, bác sĩ thông báo cháu bé đã tử vong. Sau đó, gia đình đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé. Tại Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Lưu Văn Ninh, 31 tuổi, Phan Hữu Phước, 17 tuổi, Đỗ Nhật Tiến, 15 tuổi, Lưu Thanh Tiền, 37 tuổi, cùng trú tỉnh Tây Ninh và Lê Văn Dũng, 21 tuổi, trú tỉnh Phú Yên, để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Công an huyện Dương Minh Châu tiếp nhận trình báo của anh NTH, 26 tuổi, trú tại xã Trường Quà, thị xã Quà Thành, tỉnh Tây Ninh, về việc tối ngày 5 tháng 8, khi anh điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh 781 đến khu vực thuộc xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, thì bị một nhóm gồm 5 đối tượng lạ mặt đi trên xe ô tô khống chế bắt giữ, sau đó gọi điện cho người nhà của anh đòi tiền chuộc. Sau 48 tiếng tiến hành điều tra rà soát các đối tượng khả nghi, Công an huyện Dương Minh Châu đã xác định được các đối tượng gây án đang lẫn trốn tại thành phố Tây Ninh và tiến hành bắt giữ được 4 đối tượng gồm Ninh, Phước, Tiến, Tiền. Sau đó, đối tượng Dũng cũng ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến hành vi mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ 2 đối tượng lừa bán 4 người sang Campuchia làm việc trái phép. Đó là Trần Văn Tùng, 32 tuổi và Nguyễn Văn Dĩnh, 37 tuổi, cùng trú tại xã Eada, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 24 tháng 7, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận một số người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Campuchia do cảnh sát nước này trao trả. Qua điều tra xác định có 4 người là nạn nhân bị Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Dĩnh lừa bán. Theo cơ quan công an, đầu năm nay Tùng và Dĩnh sang Campuchia làm việc. Sau đó, Tùng và Dĩnh được chủ công ty đặt vấn đề tìm người Việt Nam lừa đưa sang Campuchia làm việc để hưởng hoa hồng. Mặc dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập khi không đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng Tùng và Dĩnh vẫn liên hệ, vẽ ra màn kịch việc nhẹ lương cao để đưa 4 nạn nhân sang Campuchia. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi mua bán người. Tối qua, tại trung tâm thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, thủ phủ trái cây của tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ 3 năm 2024. Lễ hội kéo dài đến ngày 13 tháng 8 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá tiềm năng nông nghiệp và du lịch của huyện Khánh Sơn.
là dịp để nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, tiếp cận công nghệ mới và giới thiệu hình ảnh con người, ẩm thực cũng như sản phẩm du lịch của địa phương. Trong khuôn viên lễ hội, có 60 gian hàng trưng bày các loại trái cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, mít nghệ, mía tím, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương như gùi, nỏ, rượu cần. Trong đó, sầu riêng Khánh Sơn vốn được vinh danh là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực của huyện. Lai Châu, tỉnh vùng núi Tây Bắc hội tụ những sắc màu văn hóa rất đặc trưng của nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống riêng được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc và phong tục tập quán. Nhân vậy đó cũng chính là những điều kiện giúp cho Lai Châu có thể phát triển du lịch, trở thành điểm đến hội tụ sắc màu văn hóa giữa núi rừng Tây Bắc. Cách trung tâm thành phố Lai Châu gần 20 km, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được du khách đánh giá là miền sơn cước thơ mộng và hữu tình. Tại đây, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Lự vẫn được giữ gìn. Một trong những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Lự là trang phục được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ. Hầu hết các gia đình người Lự đều có khung dệt và các công cụ xe sợi, quay sợi dệt vải. Người con gái dân tộc Lự trước khi lấy chồng phải thành thạo việc thêu thùa dệt vải để tự may đồ cho mọi người trong gia đình. Cứ đến dịp lễ Tết thì chúng tôi lại chuẩn bị những bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Hàng ngày khi không phải đi làm ruộng nương thì chúng tôi tranh thủ dệt vải, chuẩn bị cho việc may quần áo cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Tôi cũng truyền lại nghề dệt cho con tôi và dạy cách để làm trang phục truyền thống. Để có một bộ trang phục truyền thống thì mất rất nhiều công đoạn. Giá một bộ dao động từ 3 đến 5 triệu đồng tùy theo chất liệu. Với những nét văn hóa rất riêng, các bản dân tộc Lự đang ngày càng thu hút du khách gần xa. Tôi đã đến nhiều bản du lịch cộng đồng rồi, nhưng thực sự cái bản Lự mang tên là bản Thẩm này thì rất là ấn tượng với tôi vì cái sự sạch sẽ, ngăn nắp và đặc biệt là sự thân thiện của người dân. Một cái điều nữa mà làm cho tôi rất ấn tượng và tôi nghĩ là những người bạn của tôi hoặc là những người du khách sắp tới mà tôi sẽ giới thiệu sẽ phải rất ấn tượng, đó là nó có rất nhiều những cái góc check-in đẹp với rất là nhiều những cái bông hoa đẹp của cái bản này. Bản này mỗi một mùa thì tôi thấy có rất là nhiều những loài hoa. Ở vùng Tây Bắc, du khách có thể bắt gặp rất nhiều chiếc cọn nước bên suối, nhưng đẹp và ấn tượng bậc nhất vẫn là tại bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Cánh đồng bản Nà Khương nằm cao hơn dòng suối Nậm Mu, nên đồng bào dân tộc Thái ở đây đã làm 35 cọn nước để lấy nước từ suối lên phục vụ tưới tiêu. Và những cọn nước tự nhiên này đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách. Bên suối rồi là có những các cái lán và bên cạnh nữa là những cái bản làng, thì quả thực rằng là đây là một cái điểm đến mà rất là tạo nên cho khách du lịch cảm thấy cái sự lý thú và có một cảm giác rất là mới lạ. Lai Châu cũng đã có một cái đề án trong cái chương trình trọng điểm, đó là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì chú trọng đến việc đó là bảo tồn, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó là có những cái giải pháp biện pháp trong cái việc nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch. Sở hữu tiềm năng du lịch phong phú với nhiều điểm đến hấp dẫn, Lai Châu đã và đang tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực Tây Bắc. Còn nói về du lịch biển đảo thì đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được xem là thiên đường. Thế nhưng không chỉ có biển xanh cát trắng mà vào mùa mưa, đảo Ngọc còn thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp của các con suối như là suối Đá Bàn, suối Lỡ và suối Mơ ở xã Cửa Dương. Đường vào các con suối trên vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ, tự nhiên nên mang lại cảm giác bình yên, thư thái cho du khách. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi và tắm suối thư giãn được cả du khách lẫn người dân địa phương yêu thích. Khi mà đến với suối Đá Bàn thì nơi đây rất là thoáng mát và mát mẻ, khung cảnh thì rất là hoang sơ thiên nhiên, nó như là một dạng du lịch sinh thái. Khi mà những người khách du lịch thích tự trải nghiệm thì có thể đến đây. Tìm về với thiên nhiên, tắm mát, lắng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót qua với không khí trong lành là những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với những con suối ở Phú Quốc vào thời điểm này. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, đang trong mùa hè nên các hoạt động du lịch ở Phú Quốc hoạt động khá nhộn nhịp. Trong đó, các điểm du lịch sinh thái còn giữ được nét đẹp núi rừng hoang sơ, thu hút nhiều khách tham quan.
Địa phương sẽ tiếp tục quảng bá và truyền thông để thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm, khám phá cảnh sắc và sản phẩm du lịch độc đáo trên đảo. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.